Hello mọi người đã quay trở lại với cửa hàng xe máy Tân Tiến. Em là Minh, một thằng nhiều chuyện nhất của cửa hàng luôn, ngày nào cũng là clip nói nhảm hết trơn. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người hai cái dòng xe phổ thông mà em thấy nó hot từ xưa tới giờ luôn, từ khoảng mà hồi đó em còn nhỏ xíu luôn á. Cái thời mà mấy con xe quay mà qua Trung Quốc mới vô nhập về Việt Nam mình á, mấy cái anh ở trong xóm em á, hồi đó nhớ mua con có 3 triệu mấy mà chạy gắn, hồi xưa gắn bánh mâm mọi người, không cái bánh mâm vậy cộm vậy nè. Đó em nhớ tới bây giờ luôn đó. Và sẽ tới bây giờ thì cái con quay nó không bao giờ hot. Hiện tại anh đang sẽ quay cho mọi người quay Alpha rồi 2022 với lại Future rồi 2022 cho mọi người. Giờ thì mình cùng let's go vô cửa hàng thôi. Con này hả, quay RSX nó không nằm trong chủ đề ngày hôm nay, em không báo giá luôn. Còn về Future, cửa hàng em đang bán với giá là 36 đến 38 triệu. Đó, hai con này. Khung FE luôn nha mọi người. Còn quay Alpha thì bên cửa hàng em còn đầy đủ màu hết. Nhưng mà tại chi nhánh của em Nguyễn Thị Tú thì đang trưng có 3 màu thôi, đó là có 1 màu thôi, đó là màu xanh dương mà màu sơn bóng mọi người. Đó mà camera quay vòng vòng xe cho mọi người xem. Em đừng có quay cái mặt anh không, ship la đó, ship phải kêu em quay xe nhiều lên. Em quay ngoại hình xe giùm anh đi. Quay ngoại hình cho mọi người xem cái con hai con Future đi, em đi quay phía sau luôn. Future giá bán hiện tại cửa hàng mình là 36 đến 38 triệu nha mọi người. Hỗ trợ trả góp trên toàn quốc. Đây còn quay Alpha, đây là mình còn màu xanh. Thì cửa hàng mình giờ còn, như mình nhớ là còn màu trắng nè, màu đỏ nè, dưới lại màu xanh này. Nhưng mà tại chi nhánh này mình hết hàng rồi. Nếu mọi người thích màu trắng thì mọi người có thể inbox Zalo cho em, rồi em sẽ gửi cái hình xe cho mọi người cùng xem nha. Ở đây là xe mới hoàn toàn mọi người, 36 triệu, 38 triệu. Còn đây quay đồng giá là 21 triệu 500 nha mọi người. Em có bảng giá trên đây luôn, chúng em sẽ quay bảng giá cho mọi người xem luôn để mọi người biết là giá bán cụ thể bên cửa hàng như thế nào nha. Thôi còn bây giờ mình đi vào cái kho xe cũ mình đi, để cho mọi người mà không có đủ tiền để mua những con xe mới, mình sẽ quay qua mình mua xe cũ cho mọi người. Mọi người thật sự chắc hôm nay em đổ dịp cameraman, anh nói là hôm nay em không có quay cái con này nó không nằm trong chủ đề. Thôi giỡn anh em giỡn thôi, giờ đi vô trong đây chơi em ơi, vô kho xe cũ cho mình nha, let's go. Rồi bây giờ là mình vô kho xe cũ cho mình nha mọi người. Con này là quay Alpha, nó đời tầm 2018. Thì con này là biển số 94, có giá bán là 14 triệu nha mọi người. Đó giờ cho mọi người chạy đi làm nha. Rồi vô đây luôn em. Hôm nay thì mình sẽ quay chuyên quay thôi, chuyên dòng quay với Future thôi, mình không quay những con khác nha. Đây quay màu trắng 50cc để cho chị em chạy đi chợ, các anh chạy vòng vòng ở sớm thôi. 50cc thôi, con này bán giá mọi người 8 triệu thôi, quá rẻ. Đây cũng là quay A, nó cũng một cái đời giống như cái con hồi nãy, cũng 2018. Con này thì biển số 86, còn biển số luôn rồi. Con này em bán cũng giá là tầm khoảng 14 triệu. Đó, 14 triệu nha mọi người. Còn đây em còn đây em một Future, em Future cũ nữa. Con này thì đã rút gốc rồi. Con này thì em đang bán với giá là lúc trước thì 31 triệu, còn bây giờ thì cửa hàng em đang giảm giá xuống chỉ còn 30 triệu thôi. Xe này đã rút gốc rồi, mọi người mua thì sẽ ra tên chính chủ cho mọi người nha. Còn đây em thấy cũng con ông Future này, biển số 59 Sài Gòn luôn. Thật sự sorry mọi người, con này em chưa nắm giá, để một chút em sẽ hỏi lại quản lý của em sẽ lên giá cho mọi người sau ha, nếu mọi người thích con này. Đây là biển số 59 Sài Gòn luôn, mọi người mua có thể đi liền trong ngày luôn. Đó, ký tên rồi sang tên ở cửa hàng luôn. Đây em thấy còn một con quay màu đỏ. Con này thì để em coi biển số nha. Con này là quay A màu đỏ, nó giá bán là 13 triệu 500, nhưng mọi người mua trên clip này em giảm mọi người 500 ngàn còn 13 triệu thôi. Con này là biển số 86. Đây một em Future nữa, Future màu đỏ. Con này anh báo giá lên nhóm bao nhiêu anh quên rồi, cameraman. Trời, cameraman nó không nhớ luôn mọi người. Để mình nhớ lại coi. Hình như nó tầm đâu 20. Sorry mọi người, đây mình nhờ cameraman chat lại giùm mình cái giá bán để mình báo tầm bậy nữa, bán lỗ cái là chết luôn, không biết tiền đâu đập cho ship nữa. 28 triệu nha mọi người, nó rẻ hơn con này 2 triệu. Đó, 28 triệu, để anh coi cái bảng số con này nó có chưa. Con này đã rút gốc rồi mọi người, 28 triệu. Đó nên là giờ mình quay là về xe mới nè, rồi xe cũ luôn nè. Thì mọi người thích con nào thì cứ inbox cho mình nha. Mà theo như mình thấy á, thì cái dòng quay á thì sẽ phù hợp cho những chị em mà đi làm công nhân, hoặc là có thể may giá gì đó, mình chở hàng nó nhẹ nhẹ xíu mình thể đi con quay này. Còn đối với mấy anh mà chạy ráp á, cần cái yên to á, thì mình sẽ mua con Future này, tại vì mình ngồi nó thoải mái.
thoải mái, ở dưới khách ngồi nó cũng được im hơn, im hơn là cái yên của con quay. Lại mình nó to hơn, mình ngồi thời gian dài á, trên cái yên này để mình chạy ráp á, nó sẽ không có bị đau mông. Thì đây là cái thông tin bữa khách hàng của mình chia sẻ mình á, bữa khách mình ủng hộ mình con Future đó. Anh nói là anh sẽ mua Future chứ anh không mua quay. Mặc dù hơi mắc hơn xíu nhưng mà nó vận hành tốt hơn, nó đỡ hao xăng hơn, với lại á ngồi nó im hơn. Đó thì cái clip này em chỉ báo giá vậy thôi, đó là xe mới thì Future nó đang với giá là 36 đến 38 triệu với hai phiên bản, màu là màu đỏ với lại màu xanh xám xanh của cửa hàng em. Còn màu trắng nói chung là cháy hàng trên toàn quốc. Future mà nói về màu trắng là giờ cháy hàng trên toàn quốc, không còn xe mới luôn, xe cũ cũng không có luôn, tại vì màu trắng người ta chuộng quá, không còn mà màu trắng để bán. Thì còn xe cũ thì em nãy giờ tầm dao động từ khoảng quay thì tầm 8 triệu tới 13 triệu, còn Future thì tầm 28 tới 30 triệu là mọi người có xe cũ rồi. Thì nó chênh lệch với xe mới đâu đó khoảng cả chục triệu luôn đó. Mọi người không có đủ điều kiện có thể mua xe cũ bên em đi, hoặc là có điều kiện có thể mua xe mới, hoặc là mọi người tài chính chỉ có khoảng 2-3 triệu trong túi thôi, thì hãy liên hệ với em hỗ trợ cho mọi người trả góp tại cửa hàng nhà em nha. Chỉ cần trả trước 10% đến 20% là mọi người có xe đi trong ngày luôn. Còn bây giờ thì cái bảng giá này chắc mọi người inbox cho em, em sẽ chụp cái bảng giá cụ thể gửi cho mọi người nha. Còn giờ quay chắc nó cũng hơi tối, mọi người không thấy được. Còn giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào cái clip ngày mai nha. Còn giờ thì bye bye.